Vâng, trước mặt anh chị đây là một cái chiếc xe, nó được gọi là một chiếc xe công nghệ của ánh sáng. Không một chiếc xe nào mà có cái dải sáng đẹp và một cái dải sáng rực rỡ như thế này. Một cái chiếc xe mà khi đi ra đường thì không ai có thể nhầm lẫn được nó với một chiếc xe nào khác. Một chiếc Kia K3 sản xuất 2015, động cơ 1.5, động cơ 1.6 vừa cập bến tại công ty Ba Tư Phan. Và khẳng định với quý chị đây là một chiếc xe rất là đẹp luôn. Dòng Kia K3 là một cái dòng mà được ưa chuộng bởi vì nó là một cái dòng xe được có thể gọi là một dòng xe nhập khẩu. Bởi vì tất cả các linh kiện của chiếc Kia K3 này là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, sau đó về lắp ráp tại công ty Trường Hải Việt Nam. Chính vì thế cho nên cái chất lượng của cái dòng Kia K3 này còn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với chiếc Kia Cerato mà nó là đàn em của Kia K3. Vậy chiếc Kia K3 này nó đang được chào bán tại Ba Tư Phan chỉ với cái mức giá thực sự là hợp lý cho quý khách hàng ưa chuộng cái dòng xe công nghệ và một cái dòng xe có kiểu dáng đẹp, đầm chắc, độ đi đầm chắc cao. Kia K3 2015 đang chào bán tại công ty Ba Tư Phan chỉ với mức giá đó là 410 triệu đồng. Vâng, một cái mức giá em khẳng định đây là một cái giá có thể nói rằng là một cái mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay. Một chiếc xe trắng ngọc trinh, keo chỉ zin 100% và nội thất khoang thất là đẹp luôn cho anh chị nhé. Đầu tiên anh chị sẽ cùng em ngắm nhìn vẻ đẹp của chiếc Kia K3 này bằng cách đó là ngắm nhìn về cái form dáng của xe. Anh chị có nhận thấy được là xe em đang là để chế độ nháy đèn. Và chiếc Kia K3 này thực sự nổi bật trên tất cả phần đầu xe và phần cuối xe. Xe thì được trang bị giải LED ban ngày cộng với lại đèn bi projector, thiết kế đèn rất là đẹp và trau chuốt. Chiếc xe thì màu trắng ngọc trinh cho nên là được trang bị, chủ nhân được trang bị cảm biến phía trước này, rất là thuận tiện trong quá trình di chuyển của anh chị. Tất cả các đường nét của xe rất là liền khít nhau. Đấy, động cơ 1.6 tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ với thời gian. Tất cả là liền khít với nhau. La răng được trang bị la răng phay và củ phanh vẫn còn vàng ươm. 4 la răng còn rất là đẹp, độ xước rất là ít. Và đây là la răng phay cho nên nếu như chủ nhân nào mà đi không giữ gìn mà để cho cái chiếc xe nó va chạm nhiều thì những cái la răng này sẽ bị xước. Khi xước rồi thì rất khó làm lại. Và đó là đặc điểm của la răng phay bởi vì nó rất là đẹp và sang trọng. Anh chị nhìn thấy đèn rất là sáng. Cái chất liệu nhập khẩu của dòng Kia K3 thực sự nó là một cái sao, là một cái chiếc xe được đánh giá rất là cao về cái dòng chất liệu nhập khẩu. Anh chị là nhìn cái lớp sơn xi nó còn nguyên, nó rất là đẹp. Tất cả các chi tiết xe nó đẹp liền khít nhau như thế này ạ. Đấy, xi nhan tích hợp chân gương, cái xi nhan gương hình quả xoài rất là đẹp luôn. Bánh này ạ, lốp thì 4 lốp mới nha anh chị nhé. Chủ nhân đã trang bị 4 quả lốp mới rất là đẹp. Và anh chị đi không phải lo lắng về cái việc thay lốp. Tất cả các chi tiết xe là liền khít với nhau. Kia K3 2015, một chiếc xe nhập khẩu. Tất cả mọi nhiên liệu, vâng, tất cả mọi nhiên liệu đăng kiểm thì đến tận tháng 1 năm 2022. Xe này thì bên em đã rút hồ sơ cầm tay rồi anh chị nhé. Vâng, cho nên là anh chị cứ về phát là đăng ký luôn, rất là nhanh và thuận tiện. Đấy, anh chị nhìn thấy đẹp không ạ? Cái màu trắng ngọc trinh nó đẹp vô cùng luôn. Đây, cái phần lốp sau này không có những cái vết tẩy xước nào cả, na răng đa chấu kép thì rất là đẹp và chuẩn mực. Tất cả các đường nét xe nó chuẩn mực và đẹp như thế này đấy ạ. Dòng K3 này chạy sướng vô cùng. Và thực sự K3 nổi bật ở cụm đèn phía sau. Đây ạ, cụm đèn phía sau đây, nó thực sự là nổi bật luôn. Cái giải LED to bản bên phía bên ngoài nó nổi trội so với tất cả những chiếc xe mà đi ở phía ngoài đường. Đấy, cái đèn nó, cái giải sáng nó rất là tuyệt vời. Nếu như nhấn một chút nữa thì những cái quả LED nhỏ này nó lại thể hiện đậm nét hơn nữa cơ. Vâng, thì rất nhiều những cái tín đồ K3 là chết mê chết mệt bởi những cái gì đấy ạ? Bởi những cái thiết kế nổi bật của dòng Kia K3 này. Phía đằng sau xe thì được trang bị đó là cảm biến lùi phía sau. Đấy, chị, Kia K3 là một cái sản phẩm ưu việt mà cái hãng Kia Moto đã thiết kế ra và trang bị cho người sử dụng. Một cái mẫu xe siêu phẩm. Phần hầm của gầm của chiếc xe này cũng rất là đẹp anh chị nhé. Đây anh chị nhìn này, phần gầm của chiếc xe đây, anh chị có thể nhận thấy được rằng nó không hề bị hiện tượng là cong vênh cũng như là hiện tượng
mối mọt, tất cả còn zin và nguyên bản. Đấy, sắt xanh nét đây. Đấy, chỉ cần nhìn như thế này chị cũng biết chiếc xe của em là đẹp đúng không ạ? Và đây phần cua lốp đây không bị móp méo, cũng như là phần đít là nguyên vẹn nhé anh chị nhé. Riêng về phần gầm thì anh chị yên tâm rồi. Đấy, tất cả các phần là phía đằng sau sơn xi rất là đẹp và đều nhau. Anh chị có thể nhìn này, tất cả các đường nét nó đẹp như thế này và chuẩn mực như thế này đúng không ạ? Với những chiếc xe như thế này thì thực sự bên em mua và bán nó rất là hợp lý, dẫn đến là luôn luôn đưa cho anh chị những cái sản phẩm chất lượng. Những sản phẩm chất lượng, chiếc xe K3 2015 động cơ 1.6 và bên em đang chỉ bán có mức giá đó là 410 triệu đồng. Anh chị hãy nhanh tay gọi điện cho số hotline 0964834834. Xe cũ thì không tránh việc xước xát đúng không ạ? Bên em là đang mua về và mới chỉ gọi là rửa qua nước nã để có thể bán cho anh chị. Và anh chị nhìn thấy nó rất thật đây. Cái này bọn em có thể cho đi sơn lại để có thể là bán cho anh chị cho đẹp nhất. Còn đây là vết màu thôi đúng không ạ? Đấy. Còn mỗi chỗ này là xấu nhất thôi. Còn lại tất cả sơn xi là rất đẹp, đẹp. Rất đẹp không tì vết luôn. Trắng ngọc trinh. Và có mỗi nốt ruồi ở chỗ kia thôi. Nhưng mà nó rất là chuẩn nhé anh chị nhé. Đây cái lốp đây. Lốp mới và đẹp đúng không ạ? Lốp mới và rất là đẹp luôn. Thực sự đi chiếc K3 nó sướng lắm ạ. Nó sướng, nó phê lắm. Nó phê. Nó sướng, nó phê lắm. Cho nên anh chị mà có điều kiện đi chiếc xe K3 này thì nó rất là chuẩn. Mà thực sự bây giờ cái giá tiền của nó cũng rất là rẻ. Nó rất là hợp lý. Vậy thì anh chị hãy phấn đấu là mua chiếc xe này về mà sử dụng anh chị ạ. Bởi vì nó là một cái dòng xe mà được ưa chuộng, nó rất là lành tính nhé. Đây chị nhìn thấy này, phần đít sau này. Đấy, tất cả là nguyên bản nhé. Đấy, nó cũ theo thời gian, đây là vết bẩn thôi. Đây cái gioăng kính này. Đấy. Tất cả mọi thứ là xin nguyên nhé. Đây anh chị nhìn này, chưa từng tháo mở nhé. Chưa từng tháo mở, tất cả các đường keo này còn xin nguyên này. Đấy. Tất cả còn zin nguyên hết nhá. Đây, tất cả các đường keo chỉ là zin. Zin và chuẩn mực. Đúng không ạ? Đây, từ những con ốc này chưa từng tháo mở này. Và đây anh chị nhìn cuôn lốp này. Lốp dự phòng này, còn tất cả đồ đạc zin nguyên này. Cuôn lốp này, tất cả đường keo còn zin hết nhá anh chị nhá. Không có hiện tượng bong keo ở cái phần cua lốp đâu. Rất là chuẩn mực luôn. Đấy. Đẹp luôn. K3 2015, một chiếc xe lăn bánh được 5 năm. Và thực sự là cái chiếc xe 5 năm thì nó sẽ còn theo cái chất lượng của 5 năm. Và khi một chiếc xe đẹp và một chiếc xe chạy ít, anh chị ngắm nhìn nội thất cho em đi. Vâng, nội thất của chiếc xe này thì chấm hết luôn nhé anh chị nhé. Bản thân của chiếc Kia K3 phiên bản 1.6 số tự động thì anh chị sẽ nhận thấy được rằng tabli của nó, đây là phiên bản đã lên gọi là nội thất ghi. Nội thất ghi anh chị nhìn này, đấy. Tất cả là tabli màu ghi hết và trang bị màu đen. Và tất cả những cái phím này người ta đã ốp gỗ rồi. Và cái này nó là kính auto, nó có hai kính auto. Tất cả các đường chỉ là nó còn nguyên bản nhé anh chị nhé. À, nó còn nguyên bản. Và các bậc lên xuống đây, nó được ốp sàn thì là ốp sàn 3D rồi. Sàn ốp sàn 3D rồi. Đặc biệt là chiếc xe này được lên màn hình Android 10 inch. Tất cả các chi tiết ốc nó còn nguyên vẹn luôn. Ghế rất là đẹp, cứng cáp. Và bộ ghế này nó là bộ ghế xịn, sở rất là cứng cáp. Và đây là ghế da lỗ anh chị nhé. Chìa khóa theo xe, chìa khóa theo xe và để ấn nổ sát tốp, hộp số tự động này, tất cả mọi chi tiết nó còn đẹp. Điều hòa hai vùng độc lập và có tích hợp rất nhiều những cái chế độ khác nhau. Màn hình Android rồi, để ấn nổ sát tốp đây, tất cả những cái công nghệ hiện đại, nút bấm cruise control, kiểu đi ga tự động rồi. Đấy, em quay chi tiết cho anh chị, bộ ghế đẹp dã man, chống nắng. Đây anh chị nhìn này. Rất đẹp. Mà chiếc xe còn được bảo vệ chống nắng ở cái phần phía trên mặt táp lô. Cửa sổ trời thì chắc chắn là phải có rồi anh chị nhé. Đấy. Cửa sổ trời đây, chân lì theo xe vẫn còn. Một chiếc xe mà có chất lượng như thế này, anh chị nhìn nội thất nó đẹp như thế này đúng không ạ? Mê không ạ? Mà chỉ có 410 triệu thôi.
không mua xe này thì mua xe nào ạ? Vâng, rẻ. Bởi vì bên em bán mua bán hợp lý cho anh chị để anh chị có thể lựa chọn những cái sản phẩm bên em một cách hợp lý nhất, và bên em mong muốn là bán những chiếc xe nhanh nhất đến tay người tiêu dùng chứ không phải chờ đợi lâu. Vâng, thà mình lãi 5-30 triệu còn hơn lãi 20-30 triệu mà nó lâu, nó mất thời gian. Bởi vì nhu cầu mua đi bán lại những chiếc xe cũ nó rất là nhiều. Chính vì thế cho nên bên em làm một cái kênh bán hàng rộng mà sẽ luôn luôn là mang những sản phẩm tốt cũng như sản phẩm chất lượng tới tay người tiêu dùng anh chị nhé. Vậy thì anh chị hãy gọi điện cho em Dũng theo số hotline 0964 834 834 để chốt chiếc xe này. Một chiếc xe tuyệt mỹ anh chị nhé, quá đẹp. Ngày xưa cách đây khoảng tầm 5 năm em đã từng ước mơ cưỡi lên chiếc Kia K3 này, nhưng thực sự thời điểm đó không có điều kiện, ngay cả ô tô còn chưa có, chứ còn nói gì đến ước mơ cái chiếc xe này. Mà bây giờ thực sự nó chỉ còn có cái mức giá rất là tình yêu, đó là 410 triệu đồng. Thực sự đó là một cái mức giá tình yêu, tình yêu vô cùng luôn anh chị nha, quá tình yêu luôn. Xe đẹp vô đối luôn. Đây, nhìn cái ghế da như thế này anh chị biết là chủ nhân quá là giữ gìn và cẩn thận, trần nỉ nguyên theo xe, chất xe còn rất là tươi. Một cái chiếc xe mà thực sự nó đã đi vào cái tầm gọi là công nghệ. Anh chị nhìn tất cả các đường nét xe này là sơn zin 100% luôn nhé anh chị nhé. Tất cả đường nét, cái bệ thì tay nó còn zin này, và tất cả các đường nét ở cái phần phím nhựa này, phần tay cầm nó còn zin này. Xe được trang bị hai kính auto và hai kính chỉnh điện, gương gập điện tự động, tất cả các chi tiết xe, hệ thống loa 8 loa, giải trí vô cùng tuyệt vời. Kia K3 tem mác còn zin nguyên, tất cả các chi tiết xe đều được bảo đảm an toàn chi tiết cho quý khách hàng. Và đây ghế lái đây càng đét luôn, phím điều chỉnh ánh sáng của mặt táp lô và tất cả các chi tiết xe, vô lăng củ số của xe cực đẹp, phím 3 giờ và phím 9 giờ không hề có tì vết gì cả, tất cả phím còi còn nguyên như mới luôn, và các phím chức năng thì không hề bị bong chóc sờn xước. Anh chị thấy thế nào đấy ạ, tuyệt vời không ạ? Và order của xe chỉ có 7,7 vạn thôi anh chị nhé. Đây là order zin theo xe, chỉ có 7,7 vạn thôi. Một chiếc xe quá là tuyệt vời, quá là hãnh diện khi mà có thể đưa những chiếc xe đẹp tới tay quý khách hàng. Và quý khách hàng sẽ là những người lựa chọn thông thái nhất. Và cái mức giá bao giờ đưa ra cũng là cái mức giá ưu đãi cho quý khách hàng. Quý khách hàng có thể liên hệ với tất cả các những cái showroom đang có chiếc Kia K3 cùng đời 2015 và bản 1.6, họ bán giá bao nhiêu và tại bà Từ Phan đang bán giá bao nhiêu. Chính vì thế cho nên các anh chị tiếp cận với video này. Đây là nưa thuốc thơm này. Đấy, đây là thuốc thơm nhé, chủ nhân để lại và em cũng để lại nguyên cho anh chị nào sử dụng. Đấy. Và đây anh chị nhìn này, hộp số tự động đi rất là mượt mà yển chuyển. Thế thì bây giờ anh chị sẽ cùng em khám phá cỗ máy đúng không ạ? Và ta sẽ đánh giá được thêm cái chất lượng cụ thể của chiếc xe này. Kia K3 2015 số tự động, nhập hàng gần như là hàng nhập luôn và đang được chào bán tại Ba Tư Phan 410 triệu đồng. Rất là tuyệt vời. Một mức giá ưu đãi và một mức giá tình yêu. Và em đã mở cái khoang máy của chiếc xe này ra. Vâng, nhìn phía trước về sau, thực sự K3 nó là một cái chiếc xe của ánh sáng anh chị ạ. Ánh sáng chói nhòa, nhìn đâu cũng thấy ánh sáng đẹp vô cùng luôn. Đây chính là điểm mà K3 đã làm cho người ta mê mẩn. Anh chị nhìn này, tất cả các đường nét nó còn nguyên vẹn này. Đấy, xe của em là chuẩn mực nhá. Tất cả các thanh răng này nó còn nguyên vẹn này, đúng không ạ? Và tất cả các thanh răng này nó còn nguyên vẹn này. Anh chị nhìn, tất cả các đường tôn mỏng như thế này, phía dưới này, rồi tai đèn này, đúng không ạ? Chuẩn luôn ạ. Đây, cả những cái tai này nó còn chưa mở này, chưa mở luôn này. Và đây anh chị nhìn này, đúng không ạ? Ốc cabo chưa mở này, ốc cabo còn chưa mở anh chị nhé, vẫn còn nguyên vẹn nha. Và cabo rất là sáng và đẹp, không hề có cái tì vết gì cả. Đấy, keo chỉ là ok, nguyên vẹn luôn, không vấn đề gì cả. Đấy, những cái chi tiết chính này là nó phải còn nguyên zin. Anh chị nhìn này, tất cả các đường ốc tai này, rồi sau đó là cái ụ này, giảm sóc này, đấy, phần nhựa phía trong này, rồi sau đó ngay cả phần sắt xi phía dưới này, nó đều phải nguyên bản hết. Rồi tất cả các đường anh chị nhìn cỗ máy này, hút gió này, rồi ắc quy cũng mới thay này. Đây là tổng phanh này, và tất cả những chi tiết
rất là ok. Và đây phần máy đây anh chị nhìn này. Đấy, phần máy của xe thì khối động cơ này là 1.5 đấy, 1.5 1.6 công nghệ DOHC là một cái công nghệ mà thực sự nó là cái công nghệ nổi tiếng của hãng Kia này, và nó đã cho những chiếc xe này chuyển động, nó tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ với thời gian. Tất cả những cái chi tiết máy là còn ok, đẹp đẽ và thoáng đãng nha anh chị nhé. Đấy, những con ốc các thứ nó còn nguyên vẹn luôn, số má các thứ zin hết anh chị nhé. Vâng, với chiếc xe như thế này thì thực sự nó là một cái sản phẩm mà bên em có thể bảo hành cam kết cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng còn lăn tăn gì nữa với một chiếc xe mà quá đẹp như thế này thì hãy chốt nhanh để có thể là sở hữu cái chiếc xe đẹp như thế này. Kia K3 2015 phiên bản 1.6 số tự động đang được chào bán tại công ty Ba Tư Phan với mức giá 410 triệu đồng. Vâng, rẻ như một chiếc i10. Tại sao không mua mà một chiếc xe hàng nhập khẩu luôn. Tất cả các nhiên liệu của Kia K3 là nhập khẩu và được lắp ráp tại Việt Nam, cho nên chất lượng của nó được đánh giá cao hơn hẳn đàn em của nó, đó là Cerato, sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam và lắp ráp tại Việt Nam. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Nếu anh chị ủng hộ thì hãy like, và sau đó là hãy, nếu muốn sử dụng thì hãy điện cho em Dũng để chốt chiếc xe này nhé. Cảm ơn anh chị và chào tạm biệt.